Xin chào bạn, nếu các bạn chưa đăng ký kênh thì hãy bấm đăng ký để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ trên kênh. Trong video hôm nay mình xin dẫn mọi người là một dự án Subref Sparky. Tham gia dự án này mọi người sẽ vào link dưới phần mô tả cho mình, sau đấy mọi người sẽ làm các nhiệm vụ trên cái Telegram yêu cầu cho mình nhé. Ok, sau khi vào đây bấm Start cho mình. Rồi sau đó bấm Join Airdrop. Rồi bây giờ một follow kênh Twitter này cho mình, hai kênh Facebook, kênh group Telegram và kênh channel Telegram. Mà quay trở lại ra vào kênh channel Telegram, bấm join mình. Ok, quay trở lại bấm register, nhập mã captcha cho mình nhé. Rồi sau đấy nhập địa chỉ email của mọi người vào. Ok, tiếp theo địa chỉ ví mọi người sẽ dùng địa chỉ ví ETH hoặc địa chỉ ví Binance ở trên VTrade Wallet hoặc ví MetaMask cho mình nhé. Mọi người sẽ dùng địa chỉ ví ETH hoặc địa chỉ ví Binance Smart Chain ở trên VTrade Wallet hoặc là ví MetaMask của mọi người nhé. Copy địa chỉ ví ETH này hoặc địa chỉ ví Binance Smart Chain, sau đấy gửi địa chỉ ví vào Telegram cho mình. Ok, tiếp theo follow Twitter cho mình, mở kênh Twitter lên, ngoài bấm theo dõi cho mình này, kênh Twitter. Rồi ok, quay trở lại copy profile link kênh Twitter của mọi người, sau đấy gửi vào đây cho mình nhé. Ok, retweet là bài đăng, xem nào, trên này nó bảo retweet là bài đăng, có cần gắn thẻ không? Không cần nhé. Ở đây mọi người retweet là bài đăng này cho mình. Rồi, copy cái username này cho mình nhé, Supresparke này, bấm thích này, retweet này, thích dân tweet, sau đấy mọi người gắn a còng Supresparke ở đây, mọi người sẽ copy cái link này cho mình nhé. Đây, cái username này, sau đấy mọi người bấm tweet lại. Rồi, đồng thời bấm chữ xem hoặc chữ view chỗ này. Bấm sao chép link này. Ok, quay trở lại đây, mọi người sẽ gửi link vào đây. Ok, tiếp theo follow kênh Medium. Ở đây mọi người bấm đây cho mình này. Sau đấy mọi người sẽ mở kênh Medium lên. Ở đây mọi người bấm theo dõi kênh Medium cho mình. Bấm theo dõi, sau đây bấm vào ba gạch, tiếp theo bấm vào avatar, bấm vào username, rồi sau đây bấm vào ba gạch, copy link này cho mình, rồi quay trở lại AirDrop, mọi sẽ gửi link profile link kênh Medium vào đây. Ok, tiếp theo dõi vào kênh Discord cho mình. Mọi người join vào kênh Discord, sau đấy mọi người copy cái username kênh Discord cho mình nhé. Ở đây mọi người bấm theo dõi này. Đồng thời mọi người chat cho mình một từ. Rồi, sau đó kéo sang phải này. Bấm vào cái avatar chỗ này. Ở đây mọi người sao chép cái username cho mình nhé. Sau đấy gửi vào đây. Ok, tiếp theo join vào kênh channel Telegram. Đã join thì bấm don. Rồi, tiếp theo follow, like và retweet lại kênh liên kết mọi người mở lên. Ở đây mọi người tìm đến kênh của dự án, mọi người đây dự án đây, bấm thích này. Sau đây retweet lại kênh liên kết. Ok, quay trở lại. Bấm vào don. Rồi. Cuối cùng ở đây mọi người sẽ có một link red mọi người chia sẻ bạn bè người thân. Bấm my menu. Sau đây bấm bay lần chất sư dư. Thực ra dự án làm rất đơn giản nhưng anh em chỉ xem một lần là mọi người sẽ hiểu thôi. Đấy. Ok, ở đây mọi người sẽ có là 40 token Sparky nhé mọi người. Ok, cảm ơn mọi người xem video. Tạm biệt mọi người. Hẹn mọi người những video dự án tiếp theo.